Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ năm, 1 tháng 6. Xin chúc cho anh em có một tháng mới nhiều gặp nhiều may mắn trong công việc và luôn gặp suôn sẻ. Hôm nay em lên một khách hàng mọi thuốc cho anh em. Cách giao dịch của bên em nghĩa là một chuyển khoản đủ phí ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ số điện thoại của em hoặc là Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em lên một con Chrome phay xước emblem quân đội, em dán thêm cho anh em ha. Không thích thì mình tháo ra để chơi, sản xuất 209. Dòng đáy lòi xuất thị trường nhiều. Xin chưa sửa chữa nha anh em, lưỡi gà khỏe, bánh xe bán, ruột trùng năm 209. Em lên một con xước bụi, em lên quân đội dán thêm luôn, sản xuất 202, đầu lề số có dâm, lề lối đẹp. Có cấn dâm ha anh em. Em này thì có chất lượng của một như một em La Mã, dòng xước bụi nha anh em. Không hay luôn, nguyên xiên chưa sửa chữa luôn, ruột trùng năm luôn, 202. Rồi em lên một con đồng Slim 1987, có cấn nhẹ ha, lề lối đẹp. Cái này nó có hơi xước xíu nhẹ nha anh em. Em lười đánh máy quá, sáng giờ nhức đầu quá. Em là ô tô sơn sơ thôi. Con này là xả sơ tính điện. Em này xả sơ tính điện nha anh em. Ây da.
và khỏe bán sẽ bán nguyên zin luôn. Xem xíu trùng 5 tháng. Thuộc trùng 5 ha. Tiếp một con slim nữa, sản xuất 201 mà bạc, lề lối đẹp, không cắn mớp hay nè. Bây giờ khỏe bán xe bán luôn, chưa sửa chữa luôn. Con này ruột 2000, ruột La Mã, lệch 5. Con HB khắc ăn mòn chủ đề nước nước Úc, sản xuất năm 92, để có tá dập nhẹ, lề lối đẹp, lề lối đẹp. Con này có dập nhẹ đây ha. Con này là nó như mà mới anh em, nhưng mà nó có, anh thấy cái nắp nào không, nhưng mà nó có bảo quản nó tốt, nó có thể rơi rớt nhẹ, nó hơi dâm nhẹ. Lấy hàng cho anh ta. Ruột mờ giai đoạn. Mày chắc dán thêm rồi, đồ của ông khách cũng thâu của anh em, mày chắc ráng dán thêm rồi. Con này nó như mới luôn anh em, nhưng mà nó có té nhẹ, cho là lay nêu ha. Tham cũng hay, mờ ruột mờ giai đoạn nha anh em. Rồi em lên lại con này kiếm được cái ruột
ruột trùng 5 tháng luôn. Con này là một con mạ vàng tráng men, sản xuất 2022 xuất thị trường Nhật Bản. Lớp mạ vàng rất đẹp, nhưng mà nó có hơi chảy xước cái lớp men này. Mặt trước mặt sau nó có hơi xước xíu. Tổng thể đẹp, không cấn mớp thôi nè. Em gắn cái ruột niêu cho anh em luôn, kiếm được cái ruột niêu luôn. Trùng năm tháng luôn nha. Xài con này cực sang luôn. Sản xuất năm 86. Góc cạnh đẹp, không cấm mớp hơn nè. Lớp rơm cũng rất là đẹp luôn. Em nhìn cái vỏ này, cái vỏ như là vỏ niêu luôn á. Cùng này có ám khói luôn. Vậy cái màu này anh em có thể nhận định được là cái vỏ nó bên trong nó niêu, nó chưa có bị qua lửa, nó táp lửa, vệ sinh nó cũng không ra được cái màu như vậy đâu. Em dám bao anh em luôn. Ruột 86 đề đầu, mỗi bên hai vạch huyền tại spa bến xe bán. Thử gặp mẹ bến xe bán chưa sửa chữa nha anh em. Kiếm một con la mã đầu mà đẹp về là cũng hơi khó. Số 8. Rồi em lên một cái một số này của anh khách, nói chung anh khách quen, anh cũng có mua hàng nhiều à. Tiền hàng của anh giá cũng mấy cả chục triệu. Lúc này ảnh hơi kẹt nên em có chốt giữ hàng cho ảnh, nhưng mà ảnh hơi kẹt, nhưng mà thì thôi để em lấy em lên em bán, để em cũng có nhắn tin với ảnh chứ để ôm hàng lâu quá cũng không được. Em cũng cần tiền để xây vốn nữa, rồi nhập hàng mới để lên hàng ngày đều cho anh em, bắt buộc em phải xây. Giữ lại thì giữ không nổi cho ảnh. Rồi anh kêu cũng hơi bán lại giùm ảnh thì ok, không sao hết. Rồi em đem một con HB khắc riêng hãng chủ đề Paul Smith, sản xuất 02. Lề lối đẹp. Em này có cấn dâm nhiều, cấn dâm các góc nhiều, cấn dầm thôi chứ không có cấn mớp gì nặng anh em ha.
cũng là chất lượng của một con La Mã. Âm cũng hay. Ruột trùng 5 tháng. Con này thì nó qua sử dụng rô lướt thôi. Con này 97. Nguyên bạc chưa phôi phai gì nha anh em. Để lao là nấy không. Cầm lô bít. Zin nha anh em. Không cấn mớp ha. Qua 1-2 lần châm xăng. Rồi. Anh em muốn hàng new. Có cầu lưu miên new nhưng mà không có hộp. Đây. Anh em chưa thích chơi cặp đúng không? Con này để đây đi. Xong con này rồi để tính giá luôn. Con này thì sản xuất năm 96. Còn 97 còn 96 ha. Con này new nhưng mà nó không hợp anh em. Tức thành nắp. Con này thì limited. Con này limited có 4 số. Con này limited 4 số. Con này thì cũng như mới hả? Dạng len yêu. Đó anh em thích chơi cặp không? Thì chơi còn ví dụ như muốn chơi con qua sử dụng lướt hoặc là con len yêu thì chơi.
số 10 là con qua sử dụng nước ha, 1.300. Còn con này thì con này không có bút, có bút nó có bút là 2.000. Con này em tính 1.600. Chơi con nào, con line new hay là con qua sử dụng nước? Một con HB em lem nước Úc hả? Quá đẹp luôn em, có hơi xước xước tơ nhẹ. Con này cũng có thể gọi là lai niu, ruột trùng năm. Limited cấp nổi, mã bạc, xuất thị trường Nhật, sản xuất năm 98. Sơn. Chủ đề về con chim quyền lực của Hoa Kỳ, nội địa Mỹ, sản xuất năm 91. Tình trạng như bút nhựa nha nè. Một con chim mà quyền lực và nó có giá trị, nói chung là cũng có giá trị sưu tầm.
chim Mỹ thì giá nó cũng nó cao chứ nó không có rẻ. Con này trùng năm rõ bạch luôn ha anh em, ruột 91 rồi rõ ha. Ở dưới teo. Xước nhẹ nhẹ buồn đốt đây. Một con chim mà đó. Cá quyền lực. Hoa Kỳ, nguyên cả đất nước Hoa Kỳ và con dấu tổng thống Hoa Kỳ, rồi những cái huy hiệu của quân đội, nói chung là gom vô một cái hình con chim này. Một chủ đề cũng đáng chơi, đáng sưu tầm trưng bày. 1.3 triệu. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho anh xin một lượt đăng ký. Và cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở video vào ngày mai vào lúc 19:30. Xin chào tất cả anh em.